Dạ xin chào cô chú anh chị ạ. Dạ buổi sáng hôm nay con có giống mai lá ngọc cành vàng loại lá sen muốn giao lưu với cô chú anh chị ạ. Dạ đây. Cây rất là khỏe luôn ạ. Dạ giống mai này thì ta còn hay gọi là giống mai lá ngọc cành vàng loại 24 ạ. Lá non nó cái màu vàng nhìn rất là đẹp luôn nha cô chú. Còn lá dài lá có màu xanh ạ. Dạ giống mai này thì mặt bông có 5 cánh, bông vàng mà nụ cũng vàng luôn nha cô chú. Viền lá thì viền lá gai nha cô chú anh chị. Viền lá răng cưa ạ. Dạ tất cả các cây cũng đều có xử lý bộ đế. Bộ đế cũng rất là đẹp luôn. Dạ quý cô chú anh chị nào muốn mua về trồng thì liên hệ với con qua số điện thoại là 076 393 5497 ạ. Con xin giao lưu với cô chú anh chị giống mai là một cây là 140k, hai cây là con sẽ bao ship ạ. Dạ con xin kết thúc clip ạ.